Bố ơi, mắm đâu rồi? Anh hỏi là vợ ơi mắm đâu rồi? Không có mắm. Không có. Nó sao vậy con ơi? Nó ý là anh nói là nói xạo là không có tốt quá cả nhà. Không có mắm. Này, cái túi này nha cả nhà, nhân nói với anh đây là mắm thôi. Đây nè, cái này là mắm nè. Không phải cái này, tui tui. Cái này Ô Itadakimasu. hô. Đây cả nhà ơi, anh thanh niên này là hồi sáng giờ chỉ có một câu hỏi thôi, sáng thức dậy sớm là hỏi một cái câu này, hỏi hoài luôn. Đâu chồng hỏi lại cho mọi người xem coi. Một cái tế. Bố ơi, mắm đâu rồi? Hả? Bố ơi, mắm đâu rồi? Anh hỏi là vợ ơi mắm đâu rồi? Không có mắm. Không có. Nó sao vậy con ơi? Nó ý là anh nói là nói xạo là không có tốt quá cả nhà. Không có mắm thiệt. Không có. Giận ô cô rưa nữa, ô cô rưa nói đi, Nó sao vậy con ơi? nói sao không có mắm thiệt, không có, Nó sao? nói sao ông không có tin mình. Mắm ra tại bê tấy, Tao biết tại. tại bê tấy, Tao biết tại. tại bê tấy, mắm tại bê tấy nữa. Tao biết tại. Giờ đây 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 cho ông ơi là ông đây, cầm cái kéo đi qua đây, qua đây này cô chi, này đây nè, đây này cái thùng đấy mới được mắm nè, thùng đây thùng ở dưới không phải, bưng xuống bưng xuống bưng xuống bưng xuống cô chi. Ủa tôi té. Ông ơi ông mê mắm, ông nguyện mắm đây, mở ra rồi mở đi, mở ra đi, nó sợ giúp con nay rồi, nói đi rồi mở ra, biết mở không? Hai ý vậy? Mở ra đi, chồng mở ra đi, chồng mở ra, mở ra, mở ra. À, cái tính đi tế. À, đây nè, đây nè, đây nè, chồng ơi. Đây, nhân giả đò, nhân nói cái túi này. Cái túi này, nhân cả nhà, nhân nói vẫn đây là mắm thôi. Đây nè, cái này là mắm nè. Không phải cái này, tuy tuy. Không phải cái này, tuy tuy. Cái này không phải cái này, thúi thúi hả? Không phải cái này, tuy tuy. Cái này ngon lắm nè, cái này mắm nè. これ mắm. Cái này mắm. Về cho cả nhà ơi, cái này mới là mắm mà, cái này là mắm mà, cái này mắm, còn cái này thúi thúi. Cả nhà biết sao ông nói cái này nó thúi thúi không, vì nó có sầu riêng, ông ăn sầu riêng không có được nên kêu cái này là thúi thúi, còn cái này thơm thơm, cái này mắm có thơm thơm hay thúi 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 thúi, không không phải thúi. Còn này thúi thúi cả cái này. Ông ghét durian lắm cả nhà, ông ghét sầu riêng lắm, cái này ngon lắm nè. Chứ tôi này thứ thứ mặt ông cái mặt kìa, trời ơi rồi suki ở của thật oxy tại vì thế nên đấy thứ thứ. Cái này là cái gì, cái này là mắm, biết cái này là mắm luôn. Đây cả nhà, nhân mang rất là nhiều mắm cho anh Tề Rư nha, đây cả nhà cùng xem nhân mang cái gì qua cho anh Tề Rư nè, đây nè mắm nè, đó tiếp theo là mắm nè, và mắm nó nè, và mắm nó nè, mắm quá chừng mắm luôn, mắm nữa nè, trời ơi mắm, rồi cái này á là mực khô, mực khô tẩm, mực khô đồ, đây là tôm khô, rồi cái này là bên này là mực mực tẩm nha cả nhà, mực tẩm Nhân mang qua tặng bạn bè á, và những cái người mà ở đây thân với Nhân á thì Nhân sẽ mang qua tặng đó. Nhân mang qua rất là nhiều, thì cái thùng này là cái thùng này để đồ ăn, thì Nhân mang qua cái thùng này thì nói chung là mực đồ thì mang qua ok nha, còn thịt cá cá đồ ô lộn, thịt bò thịt heo đồ này kia là thịt gà cũng không có được mang qua đâu nha cả nhà. Mắm thì Nhân thấy mang qua cũng bình thường chứ không có bị hải quan kiểm tra. Đây. Cả nhà ơi, thì anh Tề Rư á, theo cái sự yêu cầu và cái sở thích mong muốn mòn mỏi của anh Tề Rư thì Nhân hôm nay Nhân sẽ trổ tài làm món. Đây chính là cá nha cả nhà. Đây là cá chua, cá mắm mắm cá chua ở Tây Ninh, đặc sản mắm cá chua Tây Ninh nha, mắm chua hay là còn gọi là mắm chua Tây Ninh chứ không phải mắm cá chua, Nhân đọc bị sai. Và nguyên liệu ở đây đó có đã đủ rồi, bây giờ Nhân đi pha chế nha.
À, thì cái công thức làm mắm chua Tây Ninh này thì khá đơn giản cả nhà. Đây là mắm chua, phải là có mắm chua Tây Ninh đây, cái loại này. Thì Nhân cho vào đây là muỗng ăn cơm như thế này, Nhân cho vào đây khoảng 4 muỗng, 5 muỗng nha. À, tiếp theo nữa thì Nhân sẽ cho vào đây đường, Nhân cho vào đây 3 muỗng cà phê, 3 muỗng ăn cơm đường. 3. Bột ngọt nửa muỗng cà phê. Tỏi ớt bằm nhuyễn. Đây, tỏi ớt bằm nhuyễn nha. Nhân cho vào đây á, tỏi nhân xay vào đây là khoảng 4 củ tỏi, 4 tép tỏi. 4 tép tỏi và ớt thì nhân cho theo tùy cấp độ ăn cay cỡ nào thì mình cho theo cỡ từng nó. Đấy. Cho nhiều vào, mùa dịch nên ăn tỏi nhiều càng tốt. Món này là phải có tỏi. Tỏi đây là tỏi cắt mỏng nè, thật mỏng như thế này nè. Đó, mình ăn nhiều mình cho tỏi nhiều vào luôn. Anh Tờ Rơ anh cũng thích ăn tỏi nên cho tỏi nhiều luôn nha. Đây, còn đây là nhân, cái này là nhân nhân là giải chiến thôi, chứ thật sự cái này mà đúng mà như cái món này thì là phải có, biết là cái gì không cả nhà, là phải có quả tắc nha. Quả tắc á, ở Việt Nam mình á, còn bên này nhân không kiếm được thì nhân cho giải chiến, nhân thay bằng vào vỏ chanh cắt mỏng, nói chung nó không có đắng đâu. Ăn vỏ chanh màu này nó không có đắng nha, màu vàng này nè. Đấy. Tiếp theo là nước cốt chanh. Đây. Nước chanh cho 3 4 muỗng gì đó. Rồi quậy nó lên. Nước sôi để cho cái này nó ra nước với cả nó hỗn hợp nó đều, nó hòa quyện vào nhau á. Nước sôi vào đây nhân cho 4 5 muỗng gì đó. Đây, cả nhà nhìn đây, wow, ngon chưa cả nhà? Xuất sắc, hết sảy của bà Bảy. Rất là ngon nha cả nhà ơi. Đó. Đây là một dĩa thịt luộc, thịt ba chỉ luộc rất là xuất sắc luôn. Thịt đó ta nói ba chỉ mà vừa da vừa mỡ, nhưng mà lớp mỡ rất là ít nha cả nhà. Đó, thịt ba chỉ và kèm theo đó là không nào ngon hơn nữa, đó là một chén nước. Đây, mắm chua nha cả nhà, làm xong rồi đó, ngon lắm. Vừa ăn luôn cả nhà. Rồi. Còn tiếp theo đây nữa là một dĩa củ cải trắng chua, muối 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 chua nè, nó giòn 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 giòn. Còn đây là kim chi, và ăn cùng là ăn tráng miệng là một dĩa dâu tây quả khổng lồ nha, quả rất là to đó, một dĩa dâu tây quả to cực kỳ. Ui, méng méng qua đây là một viên, một dĩa rau nha, một mâm rau. Cái này là thiếu đó, chứ còn mà đủ nữa là tới công chuyện luôn á cả nhà. Bên này đang mùa lạnh nên không có đủ rau đấy. Hello. Hello, xin Dạ, chào hay nhỉ. cả nhà. Hi. Chào mừng cả nhà đến với kênh chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Thì hôm nay đây thì anh Tề Rư, nhưng về Việt Nam hôm nay thì anh rất là thèm mắm, anh muốn là làm món mắm cho anh Tề Rư ăn. Thì hôm nay Nhân đã chuẩn bị tất tần tật cái món mà đặc sản và cũng như là cái món ruột của anh Tề Rư rồi. Xin mời cả nhà ăn cùng với anh Tề Rư và Vợ Chồng Nhà Nhân nha. Xin mời. Xin mời mọi người. À, ăn với anh. Ăn với anh. À, rồi. Itadakimasu. Itadakimasu. Để Nhân lấy nước nước sốt cho ảnh nha. Nước mắm. À, về hôm nay á cả nhà, đâu 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 có ai làm mắm đâu, đồ cho anh ăn đâu, anh cũng tự anh làm luôn cả nhà. Anh tự anh làm này, mà anh làm kiểu là đại khái làm mắm, anh bỏ miếng đường, miếng bột ngọt, xong miếng chanh vô, miếng thêm miếng ớt, mà ớt còn không cắt lên chụp hình cho Nhân coi á. Ớt không cắt ra để gì ăn không luôn á. Rồi, hay itadakimasu. 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 Để mình ăn rau mình với không tới cả nhà ơi, mình bỏ thịt lên nè. Rồi, bánh chén con tờ đưa con này tờ bê tải. Không, 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 không
Trời ơi, rau ngò. Ở bên này đi kiếm rau nó còn khó hơn là thiệt đi kiếm vàng nữa đó nhà ơi. Nhưng phải đi hỏi khắp mọi nơi. Mời cả nhà nha. Đây, miếng thịt bỏ lên. Thêm miếng kim chi bỏ lên. Thêm miếng củ cải trắng bỏ lên. Đấy. Kiếm lại. Chấm với miếng nước chấm. À thì nước mắm này á, mắm chua này á, thì làm từ cá và tôm, thì nhân thẩm mỹ mũi hiện nay cũng đã được một tháng hơn 10 ngày rồi cả nhà, một tháng 10 ngày hay cỡ tầm đó, thì nhân ăn, nhân chỉ ăn thôi chứ không ăn tôm nha, nhân ăn chấm nước mắm thôi chứ không ăn tôm nha. Rất là ngon. Đúng. Ngon. Quay thuốc gì? Rồi ra kia đâu? Ngon ngon cực kỳ luôn đó nha. Cái vị á, nước mắm á nó chua chua cay cay, thơm mùi cá. Thơm thêm miếng chanh nữa. Cái chanh á ngon. Đó để cho anh ta lên bóc. À ăn bằng tay luôn hả? Tê đấy tại vì được. Trong một. Yêu yêu, tôi chỉ đã mùi vậy. Ông ăn tay luôn. Cả nhà ơi, thôi để cho anh ăn bằng tay luôn. Cái rau nó hơi bị xe nhỉ. Anh lại gặp thợ. Tôi sẽ để rau bên này. Rồi biết tôi muốn thử bắt cái gì? Bắt cái gì? Bây giờ đang bắt cái gì? Ăn rau á mà mình ăn cái bắp cải thảo có nhà ăn thử đi, cả nhà bắp cải thảo ăn chung với bắp cải thảo cực kỳ ngon luôn. Vậy là ông nhà tôi mang rau kìa. Ông Việt Nam ơi. Anh Việt Nam ơi, anh Việt Nam. Cho miếng cá rồi nữa. Bỏ lên như thế này nè, bỏ vô miệng. Cái này là hấp sạch. Tội nghiệp không? Anh biết cái kèm cho vừa làm nữa. Cái kèm cho vừa làm anh nói xong. Này nè, cái này nó bền rồi, cho mẹ ăn cái này nè. Nắm đi, dạ là canh, ăn dạ đường. Ê, nó không có gì vậy. Cảm ơn chồng nha. Đây này, tên rô. Này, mì tên này. Còn một chỗ oxy. Bỏ thịt lên. Con đi cơ. Nhân qua đây á, cách ly 3 ngày và ở nhà tổng cộng được 2 ngày, thì hôm nay Nhân mới làm video. Thứ nhất là mệt, thứ hai nữa là dọn dẹp nhà cửa rồi này kia các kiểu, cái nhà xếp xếp hành lý rồi ấy rồi, với cả đặt đi mua mua chợ, đi siêu thị á. Thì ở đây siêu thị á, thì những cái món mà đặc sản Việt Nam như thế này á, thì hầu như là Nhân sẽ mua trên 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 mạng, trên một cái group dành cho người Việt Nam. Nên là mỗi lần mà đặt á thì nó phải mất 1 ngày 2 ngày, nên là hôm nay Nhân mới làm video. Tội nghiệp lắm, ảnh đang làm ca đêm á cả nhà. Cả nhà cứ thấy là vợ chồng Nhân mà quay buổi sáng là y như rằng là ảnh làm ca đêm nha, chứ thường là quay buổi tối không, thấy ở ngoài trời là sáng là biết rồi. Ah, sí. Y yo. ¿Ya
Chị đã hiểu. Vâng. Leo cả cái nè. Thấy chưa? Thấy leo không? Leo leo lên đi ba mẹ. Anh để cái mình cắm lên. Cái này biết. Cảm ơn chồng nhiều lắm trời. Làm ca đêm á, anh làm một ngày á thì nói chung là được trước là làm ca ngày, nhưng mà vì bây giờ thiếu nhân sự ban đêm á thì ảnh mới lên làm ca đêm, mà làm ca đêm cực lắm cả nhà. Là một ngày như vậy là mười mấy tiếng. Yaki shigoto kara 1 giờ 何時間 ですか? 何よ? 今日はい、14時間。 だって今日は8時から仕事行ったでしょ、多分。 7時から起き、7時に起きたでしょ、昨日。はい。帰ってきたら11時ぐらい。 ảnh đi làm á là từ lúc 8 giờ, là ảnh dậy từ lúc 7 giờ tối. Thì 8 giờ bắt đầu là ảnh đi, tao 8 giờ kém là ảnh bắt đầu ra nhà ảnh đi. Đi là hôm nay ảnh làm đến 11 giờ ảnh mới về cả nhà. Tan ca là 10 giờ mà chạy xe về đây nữa. Kẹt xe, kẹt đồ nữa thì tính ra cho 11 giờ về tới nhà luôn á. Nên là Nhân thấy làm cực lắm. Nhân cũng muốn là tại vì nếu mà cực như thế này thì thời gian vợ chồng dành cho nhau đâu có đâu, có dành thiệt. Cực quá mà về ăn uống xong mà ngủ nghỉ chứ đâu có, đâu có thời gian mà hai vợ chồng bên cạnh nhau đâu. Làm giống vợ nè, làm giống vợ chồng, làm giống vợ nè, chồng lấy cái này lên. Đúng rồi, lấy một cái bánh là đúng rồi. Nhà để cho anh Tề Rư ảnh làm một cái cho cái nhà nhìn thấy nè. Hay rồi, cái chồng làm đi. Rồi bỏ rau đó, rau húng lên nha. Rồi bắc cư chi đó, bỏ bắc cư chi lên là rau ngò nha, ngò gai, ngò ngò thơm á cái nhà. Rồi xong tới là kim chi đấy, bỏ kim chi lên đó, ngon chưa. Rồi bỏ cải lên, thịt à thịt lên, bỏ thịt lên đấy. Rồi có cái này nữa, cái này nữa, bỏ lên luôn này. Anh bỏ cá vô luôn nữa đấy, cá. Trời ơi. Rồi cuốn nó lại bỏ vô miệng. Itadakimasu. Nói không được luôn rồi, anh cắn miếng to quá, nói không được luôn cả nhà. Mà anh ăn thấy không? Y chang như người lớn. Ngon. Ngon quá. Oxy. Cả nhà chắc là ngạc nhiên lắm, bữa Nhân về anh Đại Rơi anh thấy khuôn mặt của Nhân như thế nào á cả nhà, mắc cười lắm. Anh thấy không có quen, nhưng mà thật ra là như này nè. Ngày xưa Nhân sửa cái mũi trước cái mũi này á, là Nhân cũng sửa cái mũi đó, là anh Tài Rơi dẫn Nhân đi sửa mũi luôn.
dẫn nhân luôn á nha cả nhà, là vừa đám cưới xong, đám cưới vừa xong là anh ta được anh dẫn nhân nhân đi vô tới bệnh viện tư vấn, thì tư vấn xong mà lên lên lúc mà lúc đó là nhân làm bằng sụn tai nên đơn giản lắm, chỉ là một cái ca tìm mê thôi, có nghĩa là không có phải là phải nằm lại gì bệnh viện. Họ làm xong là mình có thể nghỉ đó khoảng 1 tiếng 2 tiếng là mình về luôn. Xong rồi cái ảnh vô ảnh nhìn thấy á, mấy chị băng bó này cả nhà, trời ơi, máu me bắt đầu run mà anh tái lét, anh cầm tay nhưng mà làm gì nè mà ảnh không có bây giờ mà nói là thôi vợ ơi thôi về đi đừng làm nữa, không có, anh cầm tay nhân làm gì nè, anh kêu anh gồng với tay nhân á. Xong rồi lúc mà nhân vô phẫu thuật á thì khoảng tầm 40 phút đến độ 1 tiếng thì ở ngoài thì có người bạn của nhân đi kèm theo với ảnh, cái ảnh nào ảnh ra anh cứ nhìn người ta giáo giác, bạn nhân kể lại cứ nhìn người ta giáo giác kiếm vợ coi vợ ra chưa, mà chưa thấy vợ ra mà thấy mấy người kia ra ôm mặt ôm mũi toàn là máu không có cả nhà, cái anh điếng hồn. Xong rồi lúc cái nhân ra trời ơi anh quýu 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 luôn cả nhà, sợ. Xong anh rửa tay rửa chân nhưng anh ngồi anh thoa 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 như này, mà lúc đó nhân gan cực kỳ gan luôn, không ai gan như nhân. Nhân vừa thẩm mỹ xong khoảng nửa một ngày xong là nhân lên máy bay, nhân đi bay về Nhật. Về Nhật xong rồi ở lại Nhật 10 ngày thì ở Nhật á, đến 10 ngày thì nhân tự nhân đi ra ngoài tiệm, ra ngoài bác sĩ cho người ta cắt chỉ. Thì lúc mà cắt chỉ á, bác sĩ bên này ngộ lắm, họ không biết cọng chỉ hay là cái cọng cộng cộng lông mũi, họ cắt cho nhân á hình như tỷ như 10 cộng chỉ thì họ cắt đâu mới có 7 cộng, còn 3 cộng lại họ nói đó là lông lông mũi, không có cắt luôn. Xong rồi để chuyên về nhà tự cắt, tại vì ở bên đây cái phẫu thuật thẩm mỹ nó không có phải như Việt Nam mình là nó nhiều quá, nó nhiều rồi quá thì đâm ra vô cái là người ta biết là à cái này là cộng chỉ, tại màu đen mà cộng chỉ, cái này là cộng lông mũi thì họ sẽ biết liền. Còn mà gặp chúng ông bác sĩ mất ân cận đấy chứ, ông cũng cúi vô ông nhìn ghê lắm. Xong rồi nhưng mà nó đây là cộng chỉ với hốc nó lông mũi mà, không lông mũi mà, về nhân tự cắt luôn. Trời ơi lì lắm cái nhà, lì lắm. Cảm ơn. Tôi kiếm, bê tôi 50 cây tà tôi kiếm. Bê tôi nãy đi xí tà, xí tà nó. え、何もしなかった。そうか。もう帰ってご飯食べて寝るだけ。寂しい。うん。寂しい。うん。あとテレビ見て寝るだけ。そうか。寂しいね。うん。テレビと、はい。お酒一人で飲んで。うん。そうか。うん。あ、ないよ。Là nếu mà ảnh mà lần này mà ảnh được nghỉ là sẽ đồng hành cùng nhân về để phẫu thuật á, chứ nhân đi một mình ảnh cũng lo. Anh gọi cho chị Quỳnh đâu cũng phải mười mấy 20 cuộc điện thoại cả nhà lo. Thì phẫu thuật thẩm mỹ nó cái lúc này á là nó dạng như người ta nó nặng hơn những cái ca bình thường. Và bình thường ca mũi của nhân á làm có nhiêu 40 phút, còn ca này làm đến mấy tiếng đó, nó cho mình ngủ luôn mà, ngồi cả nhà cứ ngủ luôn á. Cho đi miếng thịt nha. Thì cả nhà ơi giờ no rồi, nhân chuyển qua ăn dâu nha cả nhà. Dâu bên Nhật á thì thường họ sẽ ăn dâu với sữa, và ăn cái kiểu này á thì là sữa này là sữa để ăn dâu chứ không phải sữa ông thọ nha. Nó tự tự gì, nó là sữa đặc nhưng mà nó là sữa dùng để ăn dâu. Đây mình rưới sâu dâu sữa lên nè. Cắn nè. Ngọt. Ngon hay. Sashimuri. Trời ơi, anh nói mình rất là lâu rồi mới ăn dâu đúng không? Và đúng thiệt, cả nhà rất là lâu rồi á. Kiểu là giờ Việt Nam cái dâu nó ngọt.
không? Dâu bên Nhật á rất là ngọt nha cả nhà, mà trái rất là to, nó trồng cái gì á. Nè đây nè ông ơi, rau ngò nhiều lắm ông ơi, ông làm dư thiệt á, rớt có một cọng dưới đây là ông phải nhặt lên nó ăn liền rồi cả nhà. Đâu rồi? Ăn đây, cậu ăn đây đây nè, xịt đây nè. Ngon không ra thì à, mai nè. Rất là ngọt rồi cả nhà. Ngọt quá, à mai ngọt quá. Ngon cả nhà, cái cảm giác. Đây, mua tại về được. Tại về tế. À, dâu này là dâu dưỡng, à, dâu ra từ dâu, dâu, đây là mùi dâu chính thức, đây là mùi dâu nha cả nhà, nên nó có rất là nhiều trong siêu thị bây giờ bán dâu nhiều lắm. Mà giá cũng rất là rẻ. Ví dụ như cho mua một khay như thế này nè, giá khoảng 300 mấy 400 ngàn quy một cái dĩa này thôi nè cả nhà. Thì bữa ăn hôm nay tất tần tật á, thì tất cả là bữa ăn hôm nay, nói chung là giờ tính nó cũng khó tính, tại vì Nhân mua rau một chỗ, thịt một chỗ. Thôi bữa ăn hôm nay mình cho đại khái là 2 triệu đi, 22 triệu cho bữa ăn rồi hôm nay. Thì video hôm nay cũng rất là dài, nhưng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. À, đồng cơ hành cùng bên Vợ Chồng Nhà Nhân và cả nhà thương Vợ Chồng Nhà Nhân, thì cho hai vợ chồng nhà nhân một nút like, share và đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. TikTok cũng như là fanpage của hai vợ chồng nhà nhân nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Không một mai quỷ. À, nhiều. Như không một mai quỷ như nhiều. À, cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Bye bye. Bye bye.